Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng sớm mai, vùng hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục gây mưa rải rác cho các tỉnh vùng núi phía Bắc như tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang và cả Cao Bằng. Cục bộ vẫn có mưa to từ 30 đến 50mm, thậm chí là cao hơn. Cũng nhờ những cơn mưa này nên đêm nay ở vùng núi trời khá mát mẻ với mức nhiệt chỉ từ 25 đến 27 độ. Còn ở Trung Du và Đồng Bằng thì không có mưa nên trời vẫn khá oi bức với nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 30 độ. Trong ngày mai, vùng hội tụ gió sẽ yếu đi và nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây, vì thế khắp Bắc Bộ đều có nắng sớm. Dự báo đến trưa và chiều, khắp Bắc Bộ đều có nắng nóng. Trong đó, khu vực Trung Du và Đồng Bằng sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ ngày cao phổ biến từ 37 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Còn ở khu vực vùng núi, nhiệt độ dao động từ 35 đến 37 độ. Chỉ riêng khu vực hai tỉnh thành là Quảng Ninh và Hải Phòng là không ở ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng từ 34 đến 35 độ. Không được hưởng lợi từ những cơn mưa mát do vùng hội tụ gió trên cao mang lại, miền Trung trong đêm nay và cả ngày mai vẫn bị hun nóng bởi vùng thấp nóng phía Tây và cả hiệu ứng gió phơn. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào tới tận Phú Yên vẫn phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng một dọc các huyện vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và cả Quảng Ngãi, do cả hiệu ứng gió phơn và điều kiện địa hình nên có nơi nhiệt độ còn đạt trên 39 độ, ở ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt. Với các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, do tiếp tục nằm ngoài vùng nóng nên nhiệt độ chỉ dưới 34 độ. Về chiều tối, khu vực này lại có thêm mưa rào, có nơi có dông. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn chịu tác động của hệ thống gió Tây Nam liên tục đưa mây ẩm vào. Do vậy, chiều mai, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong đó, thì ở khu vực Nam Bộ có nhiều điểm mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 30 đến 50mm, có nơi cao hơn. Trong cơn dông thì vẫn có khả năng kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Trước đó, trong ngày trời vẫn có nắng, nền nhiệt tại Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Trên biển, trong đêm nay và cả ngày mai, ở khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, tầm nhìn xa trên các khu vực đều thấp chỉ từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Còn tại vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhờ những cơn mưa đêm qua mà lúc này ở vùng núi Bắc Bộ khá dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời khoảng từ 25 đến 27 độ. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội đã bắt đầu có cảm giác khá oi bức, nóng nực với nhiệt độ đang ở ngưỡng gần 30 độ. Trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió sẽ yếu đi, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ nhanh chóng phát triển và mở rộng, vì thế Bắc Bộ sẽ có nắng sớm. Dự báo trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, trong đó ở khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội hay là Hòa Bình sẽ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37 đến 39 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng, lại có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn khô nóng, nên ngay lúc này cả miền Trung, vùng từ Thanh Hóa trở vào tới tận Bình Thuận đã có nắng chói chang.
Dự báo trong ngày hôm nay, một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao phổ biến từ 36 đến 38 độ. Riêng khu vực phía Tây của một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 39 đến 40 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận chịu tác động của thấp nóng không đáng kể, nhiệt độ từ 34 đến 35 độ. Đến chiều và tối nay trên khu vực này sẽ có mưa rông trở lại. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời có nắng gián đoạn nên nhiệt độ trên hai khu vực sẽ không cao, phổ biến từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ ở Nam Bộ. Gió Tây Nam thì vẫn hoạt động liên tục dù không quá mạnh nhưng nó vẫn gây mưa rào và dông nhiều nơi ở Tây Nguyên và cả Nam Bộ trong khoảng thời gian về chiều và tối. Trên biển, ở khu vực Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.